biết có thứ gì đó đang rơi ra từ trên ghế. Cậu có cảm thấy có thứ gì đang rơi ra không? Cô ấy quay đầu lại nhìn thì đã chảy xuống sàn rồi. Tất cả nam sinh đều cười ầm lên. Ờ thật quá là buồn nôn. Cô ấy ngượng ngùng đứng dậy muốn dùng tay che đi. Nhưng đám học sinh này càng cười thích thú hơn. Gì mà khủng khiếp thế. Cô gái vô cùng xấu hổ đi ra khỏi phòng học. Đây là lần đầu tiên đến kỳ sinh lý của Lily. Không biết là do sợ hãi hay là vừa bị chế giễu. Sau khi đến nhà vệ sinh cô ấy không nhịn được mà bật khóc. Nhưng vẫn may ba bạn học cùng là con gái này mang đến cho cô ấy một chiếc quần để thay. Chính vì thế nhóm F4 nữ sinh chính thức thành lập. Nhưng tên Adam này không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lily. Ngày hôm sau Lily vừa đến trường, Adam đã đi đến chế giễu cô ấy. Cậu có biết dùng cách nào để làm giảm cơn đau không? Sex. Cô ấy không nghĩ rằng chỉ đẩy nhẹ một cái mà Adam đã bay xa 5 mét. Nhưng đánh lộn khiến hai người bị giữ lại sau khi tan học. Chính vào lúc này Lily nghe thấy có người đang gọi cô ấy. Lily, gì vậy? Em đang nói chuyện với ai thế? Thầy đang gọi tên em sao? Không. Ngay lúc cô ấy đang bối rối thì âm thanh lại truyền đến. Nếu như cậu nghe thấy, hãy đến nhà vệ sinh tìm mình. Lần này cô ấy chắc chắn đã nghe thấy tiếng gọi. Cô ấy quyết định đi xem thử. Quả nhiên ba thành viên còn lại của nhóm F4 đang vui mừng chờ đợi cô ấy. Thì ra ba người bọn họ là phù thủy, vẫn luôn tìm kiếm thành viên cuối cùng để hoàn thành trận pháp, mới có thể khiến phép thuật của họ ngày càng mạnh hơn. Mà lần này Lily có thể nghe thấy tiếng gọi của họ, chứng minh cô ấy chính là thành viên cuối cùng của nhóm. Nhưng Lily lại không tin, để kiểm chứng tất cả những gì đã nói là sự thật. Bọn họ đến ngọn núi sau trường học, bố trí vòng đá, rắc muối lên để tránh bại lộ phép thuật. Sau đó chia nhau ngồi về các hướng đông tây nam bắc, bắt đầu đọc thần chú. Ban đêm hãy quét sạch yêu ma, buông bỏ điện thoại lòng không rối bời, không được càn quét năng lượng chân chính, chỉ quét sạch những năng lượng xấu xa. Canh gà độc thật sự kỳ diệu, hại trời hại đất hại người. Bên trái gió nổi lên, bên phải cắm thêm một cái sạc dự phòng. Lại là một đêm hỗn loạn, trời còn chưa sáng gà đã gáy. Học được đoạn thần chú này dưới bình luận, thời gian đột nhiên tạm ngưng, bươm bướm cũng dừng lại giữa không trung. Có Lily gia nhập cuối cùng cũng hoàn thành được trận phép phù thủy. Sau khi đạt được năng lượng tuyệt đối, việc đầu tiên họ muốn làm chính là trừng phạt Adam đã ức hiếp Lily lần trước. Vì thế họ lẻn vào nhà của Adam, lợi dụng vật tùy thân của Adam thi triển năng lực lời nguyền. Nhưng vừa hoàn thành nghi thức thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bọn họ hỗn loạn trốn đi. Chính vào giây phút Adam mở cửa, Lily thi triển siêu năng lực tạm dừng thời gian. Bốn người chạy ra ngoài. Bốn phù thủy này đại diện cho bốn loại nguyên tố đất nước gió lửa. Chỉ cần họ phối hợp lại thì nằm ngủ trên không trung chỉ là chuyện nhỏ. Ngón tay có thể phun ra lửa đốt cháy quảng cáo. Hơn nữa còn dùng bàn cầu cơ để liên lạc với người đã mất. Thậm chí còn nguyên rủa Adam vẫn luôn ức hiếp Lily. Lời nguyền lập tức hiệu nghiệm. Ngày hôm sau Adam lập tức biến thành người tuân thủ đạo đức. Lên lớp chăm chú nghe giảng, những người học kém như anh ta không xứng ngồi trong lớp. Điều này khiến họ cực kỳ kinh ngạc. Trong buổi tiệc tối ngày hôm đó, Adam và Lily nói chuyện rất vui vẻ. Sự hài hước hóm hỉnh của Adam đã thu hút Lily. Một tên lưu manh biến thành người có sức hấp dẫn, chính là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lily vừa biết yêu đã lén lấy áo của Adam mang về nhà, dùng chiếc áo này để thực hiện thần chú tình yêu với Adam. Không ngoài dự đoán, hai người rất nhanh đã ở cùng nhau. Adam hôn xong rời đi, vẫn còn rất vui sướng gửi cho Lily một tin nhắn, nói rằng lần sau có thể cùng nhau đánh bài. Điều này khiến Lily rất vui mừng. Nhưng sự việc ngoài ý muốn phát sinh rồi. Giờ lên lớp ngày hôm sau, thầy giáo thông báo Adam đã tự sát tối ngày hôm qua. F4 phù thủy rất tự trách, bọn họ đều cho rằng lời nguyền mấy ngày trước đã hại chết Adam. Nhưng sau khi Lily nói ra bản thân đã thực hiện thần chú tình yêu với Adam, ba người còn lại đều cảm thấy cô ấy đang lạm dụng siêu năng lực. Vì thế bọn họ tạm thời phong ấn siêu năng lực của Lily. Cô ấy tổn thương quay về nhà. Cô ấy không ngủ được, đi lanh quanh trong nhà. Đi đến phòng ngủ của cha dượng, cô ấy phát hiện ra một sự việc còn đáng sợ hơn. Bạn trai mới của mẹ lại chính là thợ săn phù thủy. Dựa vào việc hút năng lượng của phù thủy để trở nên mạnh hơn, cũng chính là nói Lily có thể sẽ là món ăn bày trên bàn của cha dượng. Mối quan hệ phức tạp này khiến Lily không ngừng gặp ác mộng. Cô ấy nói với mẹ người đàn ông này rất nguy hiểm, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng người phụ nữ trung niên thiếu thốn tình cảm này luyến tiếc bao nhiêu năm mới tìm được bạn đời, cự tuyệt yêu cầu của cô ấy. Lily không còn cách nào khác, chỉ đành một lần nữa tìm bằng chứng. Lại vô tình phát hiện bản thân không phải con gái ruột của mẹ. Họ đều không phải bố mẹ ruột của cô. Lily thiếu cảm giác an toàn đến đám tang của Adam. Cô ấy muốn tìm các chị em giúp đỡ, nhưng bọn họ cảm thấy Lily không thể khống chế được siêu năng lực. Adam cũng do cô hại chết, không muốn giao lưu nhiều cùng cô ấy. Lily đau lòng rời khỏi đó. Siêu năng lực lần nữa bùng phát, làm bị thương người mẹ đến an ủi cô ấy. Người cha dượng này biết cô là phù thủy. Sau khi đám tang kết thúc, ba người thông qua bàn cầu cơ liên lạc với Adam, biết được người sát hại Adam là cha dượng của Lily. Bọn họ đã hiểu lầm Lily. Còn ở bên này, cha dượng biến thành hình dạng của mẹ Lily, muốn lừa Lily đem siêu năng lực giao cho ông ta. Nhưng Lily thông qua đối thoại đã nhìn thấu được trò lừa bịp này. Nhưng cô ấy đã mất đi phép thuật, đã bị cha dượng dễ dàng trói trên núi chuẩn bị chiếm đoạt phép thuật. Ngay lúc nguy hiểm nhất, thời gian đã dừng lại. Ba người cuối cùng cũng đến kịp.
nhưng Cha Dượng phép thuật cực kỳ mạnh không bị nhốt lại quá lâu. Ông ta đánh ngã từng người một, Cha Dượng không ngừng ép Lily lùi về phía sau, nhưng ông ta không phát hiện lúc này ông ta đã bị bao vây ở chính giữa, còn F4 đã tạo thành bốn hướng đông tây nam bắc. Một trận pháp cực mạnh đã được tạo nên, ngọn lửa cháy thành vòng vây quanh ông ta, đến cuối cùng Cha Dượng bị lửa thiêu cháy. Lily cũng cùng với mẹ rời khỏi nơi này, cô ấy cũng gặp được mẹ ruột của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc.